Hello, chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái video kiểu như thấy nhà nhìn này. Cái hộp mình thấy hộp lớn hơn một xíu. Nên thì mình làm sẵn hết rồi, nhưng mà các bạn nhìn hơi khô đúng không? Nhưng mà ở dưới mình là kiểu như thế này, mình đổ nhiều nước, hơi nhiều nước, cho nên là mình không có sao để vậy là nó từ ẩm đều lên. Tại vì cái dòng này thì nó cũng cần ẩm, không phải là cần khô. Nhìn này, con nhện này, con nhện Việt Nam nhá. Nhưng mà mình được hai con thôi. Con này là con bạch mã, hùm bạch mã này. Mình nuôi mùng 5 tháng 1 2018 mà. Ở một đây đây. Con đây này. Các bạn thấy không? Nó đẹp đúng không? Thật sự là con nhện Việt Nam ấy. Con nhện bạch mã này nó chỉ ở Đà Nẵng thôi, là ở nuôi bạch mã thôi. Lịch sử của nó thì mình cũng không có rõ lắm, cho nên là mình cũng nói chung là mình không có rõ về con nhện này lịch sử của nó. Tại vì lúc trước mình mua 5 con lận, nhưng mà mình cho thằng em 3 con để cho nó nuôi, mà cuối cùng nó nuôi sao mà chết mất rồi, còn có một con thôi. Đây là mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Mình có hai con này con lợn này, mình nuôi cùng một lúc. Đây này, cho các bạn xem form bên này luôn. Đây này, nhìn nó cũng hiền lắm, nó không có hung đâu, nhưng mà mình vẫn không có cho lên tay. Đây này, con bên này thì nó mới đột xác này. Đây, hai con này hai con nuôi cùng lúc luôn, nhưng mà kiểu như là một con thì cái này khó nhìn nhỉ, này để vậy đi, thì mình chừng này cái này, đây cho sát này đi, này con này mình nó mới lột xác. Đấy, cái xác nó đâu rồi? Ở cái xác hôm qua mình mới lấy ra rồi, mình quên mất. Nhưng mà mình mượn nó mượn nó xác là cái xác nó nhìn cái màu nó khác hơn này, nó đen hơn này, với lại nhìn nó đẹp hơn, nó sắc nét hơn này. Còn con bên này thì nó chưa lột xác này, nhưng mà con này lớn, mình nuôi cùng một lúc, nhưng mà con này bên này thì lớn hơn, còn con bên này thì bé hơn. Nhưng mà mình cũng không có rõ, mình nghĩ là con này con cái, con này con đực. Tại vì những cái chân của nó mình nhìn mình biết này, cái chân của nó hôm trước ấy nó lớn lắm này, nhìn chân tay con bên này ấy, thì nó rất là lớn, nhìn nó đẹp đẹp thật, không nhận con hùm bạch mã nó đẹp đẹp thật. Nhưng mà lúc trước mình mua hình như là một con này như là 250 hay sao ấy, mình không có nhớ nữa, mà mình chỉ nuôi hai con thôi. Tại vì mình nuôi nhiều nó cũng vậy à, tại cho nên mình chia bớt cho thằng em để nó nuôi, mà cuối cùng không có ra gì hết. Nhưng mình vẫn cố gắng mình nuôi hai con này, nuôi cũng lâu nha, con này nuôi khá lâu nha các bạn. Nhìn này là nhìn hùm bạch mã, nó ở nói chung là đâu đâu á, nói chung là mình không có để ý tới tới cái lịch sử con này. Nhưng mà từ lúc nuôi, từ lúc lúc mình nuôi tới giờ mình chưa bao giờ, hình như chưa bao giờ mình làm cái video về con này hết. Đấy, hai con hùm bạch mã này, tên khoa học của nó là gì mình cũng không quên luôn, mình cũng quên luôn rồi, mình cũng nhớ nữa. Nó đẹp thật sự, nó rất là đẹp đó, nên nó tăng do cái nền đấy nha, do cái nền nó hơi xấu một xíu đó, mình thấy cái nền thì nó sẽ đẹp hơn. Để mình cắt con này lại đó. Đây mình sẽ thay qua cái hộp này hộp này nó lớn hơn. Hộp này lớn hơn, nhưng mà lúc mà bạn thay thay nền ấy, thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì cần là thay nền, tại vì bây giờ mình thay nền ấy, mình xác định là không cho nó đào hang nữa, mình chỉ muốn cho nó nền. Mình làm cá lắm, mình chỉ muốn cho nó răng tơ một ít rồi nó chỉ làm quanh quanh ở đây thôi, nó không có đào hang rồi, cho nên là nó không có trôn ở trong. Còn cái này bình thường nó đào hang này, con này cái dòng nó đào hang nha,
nó trộn ở trong này, nó ít ra, ít khi ra lắm, nhưng mà hôm nay mình làm video tự nhiên nó ra chứ hay, và chắc nó biết là chuẩn bị thay nhà hay sao ấy. Đây, mình sẽ bắt nó qua. Ai quên mất nhờ, cho nó cái chén nước luôn, khỏi phải kiểu như là các bạn làm nước thì bỏ một góc thôi nha, bỏ chén nước này, bỏ một góc và đừng bỏ giữa hoặc là bỏ ở xung quanh, có bỏ bốn góc vào được, tại vì nó đều chiếm diện tích của cái hộp. Cho nên nó xấu, là một phần nữa cũng không nên tăng trị mấy con làm gì. Thêm nước vào cho nó ra. Và mình sẽ bắt con này qua để cho các bạn xem sát nó luôn. Nhìn nó đẹp lắm, nó màu màu trắng, màu nâu nâu, đen đen. Rồi thì bàn chân của nó hình như là nó màu xanh ấy, lúc bột phân lát. Đây mình bắt sao này, rồi cho qua cái hộp mỡ. Mình cũng không có biết cái tình của nó nữa, tại vì lâu nay mình không có đồng nó luôn ấy. Làm vậy làm gì nhỉ? Mình chỉ sợ nó chảy thôi chứ. Còn mà cho sang hộp thì để sát vậy cho nó sang luôn. Nó cực đầu là nó tại vì nó nhát chứ, tại vì lâu nay mình ít đồng mà mình chỉ cho nó ăn thôi, chứ mình không có. Đi qua hả? Qua nào, qua nào, rồi đi đi, chưa, làm về có khi nào sai không ta? Không có sai đâu, tại vì ít đồng nó với lại nó ít hoạt động á. Nó gặp mèo nó sợ đúng rồi, nhưng mà mình sợ nó chui vào trong rong thôi, thì khó bắt ra rồi. Thôi cho nó vào trong này đi rồi. Rồi rồi rồi. Đi nào. Rồi, hôm qua này, bây giờ mình sẽ đi đây. Đi lên, đừng có chui nha, không có làm được, không có cho nó quay qua được. Mình phải bắt như vậy đây, nó mới qua này. Con này mình đĩa nó hiền, nó không có hung đâu.
cái dòng này nó đẹp, công nhận nó đẹp thật. Mình được 2 con à. Biết về lúc trước mình để mình nuôi hết 5 con là thì nó sẽ được 5 con thì làm video các bạn xem nó đã hơn. Đây, đi xuống. Rồi, ok. Đấy, cho mình nhà mới đấy. À, lúc mà ở nhà mới nhá, các bạn lấy một ít nền cũ này, các bạn giăng lên cho nó. Đây, lấy cái lớp này nhá, lấy cái lớp này giăng lên cho nó quen cái chỗ của nó ấy, nó không có bị nát. Mình làm về cho nó quen cái mùi của nó trước ấy, kiểu như là cái giường của các bạn ấy. Không, làm bên này đi, làm phía bên này, cái này gần chân nước ấy. Con này hiền này, cái bình thường con sắt nó chảy như cái mày đấy đó, để vậy là ok. Ok, cho nó một ít về đi, để bên này nữa đi. Không có sao nha, nếu mà các bạn thay nền vậy thì để cho nó tự nhiên nha, lúc nào nó đang chơi các thứ rồi thì các bạn cho nó đi quen cái nhà mới rồi ấy, thì các bạn mới bắt đầu là các bạn cho ăn nha. Bây giờ nó đang nhát này, cho nó dài cái chân ra xem nào. Đó, bây giờ nó mới đẹp nè, dài chân ra đây nè, ấy đẹp hơn đấy. Rồi, này các bạn xem này, đẹp thật mà, ngày toàn khen mà không à. Bác mình hôm nay rảnh một xíu cho nên là làm một cái video gần như thay nhà cho con nhện nhện hôm mệt mỏi này. Thì các bạn thấy hay thì theo dõi tiếp video sau của mình nhé. Mình chào các bạn. Quên mất dặn cái tên nó lên luôn. Rồi, ok.